tạm ứng 50.000 USD cho gia đình phi công vụ trực thăng rơi ở Hạ Long. Theo báo cáo của Tổng công ty Bảo hiểm PVI, đơn vị này đã tạm ứng 50.000 USD cho gia đình đại tá phi công Chu Quang Minh trong vụ trực thăng rơi ở Hạ Long. Cụ thể, theo báo cáo của PVI, số tiền bảo hiểm mà gia đình phi công Chu Quang Minh nhận được là 200.000 USD, gần 4,7 tỷ đồng. Ngày 7 tháng 4, Bảo hiểm PVI đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình đại tá phi công Chu Quang Minh với số tiền là 50.000 USD, tương đương với 1 tỷ 180 triệu Việt Nam đồng. Số tiền còn lại là 150.000 USD sẽ được bảo hiểm chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, theo quy định của đơn vị bảo hiểm. Đối với hành khách đã không qua khỏi, hiện nay PVI đang chờ thỏa thuận giữa VNH và thân nhân hành khách. Cụ thể, PVI việc thanh toán bồi thường theo phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của VNH đối với hành khách đã không qua khỏi sẽ căn cứ theo thỏa thuận giữa VNH và thân nhân hành khách trên cơ sở đánh giá số tiền yêu cầu bồi thường là phù hợp với hoàn cảnh gia đình và tập quán quốc tế trong các trường hợp tương tự. Trước mắt, Bảo hiểm PVI đã tư vấn cho VNH có thể tạm ứng trước cho thân nhân hành khách một khoản tiền để chi trả cho các công việc liên quan trong khi tìm hiểu nguyện vọng cụ thể của gia đình. Việc thanh toán bồi thường theo phạm vi bảo hiểm thân tàu bay sẽ được thực hiện ngay sau khi có kết luận nguyên nhân tai nạn của nhà chức trách có thẩm quyền và VNH hoàn tất các chứng từ cần thiết theo quy định tại đơn bảo hiểm. Ngoài ra, đơn bảo hiểm cũng có điều khoản chi trả cho các chi phí tìm kiếm cứu nạn và các chi phí hợp lý khác để giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn trên cơ sở hóa đơn chứng từ hợp lệ. Hiện tại thì VNH chưa có yêu cầu cụ thể về việc tạm ứng bồi thường thân tàu bay và các chi phí liên quan. Tuy nhiên, bảo hiểm PVI phấn đấu sẽ chi trả bồi thường cho VNH trong thời hạn sớm nhất. Bảo hiểm PVI đã giải quyết sự cố tương tự liên quan đến tổn thất toàn bộ tàu bay EC-135T2 của VNH bị tai nạn ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại Vũng Tàu. Các bên hoàn tất ký giấy miễn giải sau gần một tháng, 14 tháng 11 năm 2016, và việc thanh toán bồi thường được bảo hiểm PVI thực hiện ngay sau đó. Để bảo vệ quyền lợi cho VNH, theo đơn bảo hiểm PVI đã chỉ định công ty giám định CTA Probus McFarlane và công ty luật Kennedy Singapore hỗ trợ VNH trong vụ tai nạn này. PVI cũng cho biết thêm, đơn bảo hiểm trách nhiệm hàng không của VNH được cấp bởi liên danh bảo hiểm PVI 45%, công ty bảo hiểm Bảo Việt 40% và công ty cổ phần bảo hiểm quân đội 15% do bảo hiểm PVI làm leader bảo hiểm cho toàn bộ đội tàu bay và trách nhiệm hàng không của VNH với thời hạn bảo hiểm từ 21 tháng 4 năm 2022 đến 20 tháng 4 năm 2023, trong đó bao gồm phạm vi bảo hiểm cho thân tàu bay Bell 505, số đăng ký VNH 8650 với giá trị 1.652.000 USD, mức miễn thường 5% giá trị tàu bay và bảo hiểm cho trách nhiệm của VNH với giới hạn trách nhiệm chung cho cả tổn thương thân thể, thiệt hại tính mạng cho hành khách, tổn thất thiệt hại, tài sản đối với bên thứ ba là 30 triệu USD, tàu bay Bell 505 trên một sự cố. Đơn bảo hiểm được thu xếp phần lớn tại thị trường bảo hiểm quốc tế thông qua môi giới tái bảo hiểm quốc tế. Ngoài ra, VNH cũng mua đơn bảo hiểm tai nạn cho tổ bay với mức trách nhiệm 200.000 USD trên một người được bảo hiểm. PVI thông tin, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, bảo hiểm PVI đã cử đại diện, ban lãnh đạo và cán bộ chuyên môn có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, tích cực phối hợp chặt chẽ với VNH và các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định tại đơn bảo hiểm của VNH. Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức triển khai việc thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Cụ thể, sáng nay 13 tháng 4, tại nhà văn hóa Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng tổ chức triển khai việc thi hành kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, theo quyết định của Ban Bí thư. Trước đó, hình thức kỷ luật với ông Đỗ Hữu Ca được đưa ra trong cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 28 tháng 3. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Đỗ Hữu Ca đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Ca bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến một vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc có hành vi nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho một nhóm đối tượng.
Gần đây, ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội tăng nhanh. Nhiều người dân muốn tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thế nhưng không dễ dàng để tiếp cận với điểm tiêm chủng. Hiện nay, nhiều trạm y tế thông báo chưa biết bao giờ có vaccine để tiêm cho người dân. Tại trạm y tế phường Văn Quán, quận Hà Đông, cán bộ y tế cho biết đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 gần nhất cách đây 3 tuần. Hiện vaccine đã hết, chưa có nguồn về nên không biết bao giờ trạm có thêm đợt tiêm. Từ đầu năm đến nay, việc tiêm chủng vaccine COVID-19 bị tạm ngừng. Nhiều người dân không có nhu cầu tiêm. Trong khi đó, một lọ vaccine tiêm cho 10 người, nếu chỉ 1 đến 2 người tiêm thì cũng không được. Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, CDC Hà Nội, hiện nay người dân muốn tiêm vaccine COVID-19 không cần phải đăng ký như trước. Người dân có thể đến các trạm y tế, các xã, phường để tiêm chủng. Tuy nhiên, hiện cả thành phố chỉ còn vài trăm liều vaccine nên không kịp phân bổ đến hết các trạm y tế. Vì vậy, sẽ có trạm y tế không có vaccine. Nếu trạm y tế này không tiêm được thì có thể nhờ cán bộ y tế tra cứu xem xã, phường nào có vaccine để được tiêm chủng. Dự kiến cuối tuần sau, Hà Nội sẽ tiếp tục được phân bổ vaccine từ Trung ương, sẽ đảm bảo việc tiêm chủng cho người dân. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa công bố 37 điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, trong đó có tới 17 điểm là do rào chắn thi công gây ra. Các điểm rào chắn như tạo ra ma trận không chỉ bịt lối đi mà còn ảnh hưởng đến sinh kế của người xung quanh khu vực. Đáng nói, trong số các điểm ùn tắc nói trên thì nhiều điểm đã dừng thi công từ lâu hoặc mới hoạt động trở lại nhưng thực hiện rất chậm. Ghi nhận của VTC14. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt ở địa điểm trên đường Vũ Trọng Khánh, nơi thi công gói thầu số 4 thuộc dự án xử lý nước thải Yên Xá do liên danh nhà thầu An Xuân Thịnh và Sông Đà Chính thực hiện. Tuy nhiên thì tại hiện trường đây, công trường đã ngừng thi công từ lâu và gây ách tắc giao thông vào những giờ cao điểm. Được biết, gói thầu số 4 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Vũ Trọng Khánh, Hà Đông có đến 9 lô cốt rào chắn như một ma trận với người đi đường. Lối đi bị bịt gần hết nên tắc đường là tình cảnh thường xuyên diễn ra ở đây. Điều đáng nói, công trình đã dừng thi công từ lâu và bị biến thành nơi chứa rác và là nơi treo những biển quảng cáo sai mục đích như thế này. Chật chội, chỗ đường bị tắc, xe đi ra đi vào tắc. Làm để lâu lắm rồi đấy. Là cũng để phải đến gần 2 năm rồi để không thế. Suốt thế. Trồm hết cả lên cái vỉa hè trên này đi. Mà người dân ở đây quá khổ vì này. Buôn bán thì không buôn bán được. Đấy, nó khổ lắm. Cho nên các ông xem nào. Cái này nếu mà không làm được thì yêu cầu nhiều người bảo nếu không có thì không làm được thì lấp cái hố này đi. Đấy, cái dân ở đây là đang yêu cầu nó là như thế. Tương tự, tại đường Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, thuộc gói thầu số 2 cũng của dự án này, tình trạng rào chắn còn nghiêm trọng hơn khi quay hết phần đường. Gia đình anh Nguyễn Văn Lộ sinh sống nhờ vào cửa hàng tạp hóa nhưng giờ gần như không có khách vì mặt tiền bị bịt kín. Nếu như dân kinh doanh buôn bán chúng tôi là gần như là đóng băng. Đấy, thế mà theo hợp đồng ban đầu ấy, là đưa cho chúng tôi dự thảo là để lại 1m2 lối đi. Nhưng mà đến khi thi công thì lại là không để lại lối đi nữa. Mà thậm chí còn vít hết cả về hè, tịt không đi được. Thế cho nên là nếu như gọi là đơn vị thi công mà có thi công ấy, thì cũng vẫn phải chừa lại lối đi để dân sinh người ta còn đi. Liên quan đến dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá gây ảnh hưởng đến người dân, ông Chu Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã tìm giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, với gói thầu số 3 và số 4 vẫn gặp một số vướng mắc và đơn vị đang tập trung để tháo gỡ. Cái phương án mà các nhà thầu đang thi công hiện nay là chúng tôi cùng với các sở ngành đã lựa chọn cái phương án tối ưu. Tính đến thời điểm hiện nay thì gói thầu số 1, số 2 là cũng đã cơ bản. Thì hiện nay vướng đối với gói thầu số 3, khối 4 thì chúng tôi cũng đã tập trung để tháo gỡ. Trong những điểm ùn tắc do rào chắn thi công có thể điểm tên như dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, dự án xây cầu vượt nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, có thể thấy rằng những dự án đang thi công dở dang là phù hợp với kế hoạch chủ trương của thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế hạ tầng, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong tương lai. Tuy nhiên, với những dự án thực hiện còn chậm hoặc ngưng thi công từ lâu do những vướng mắc thì rõ ràng là một sự lãng phí không nhỏ đến ngân sách và người chịu ảnh hưởng cuối cùng hàng ngày vẫn là người dân.